Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Nắng buổi trưa như hắt lửa từ trời xuống, quãng đường đi bộ chỉ khoảng 15 phút mà cũng làm Thông ướt đẫm hết lưng áo và nhễ nhại mồ hôi trên mặt. Không một cơn gió thoảng, Thông đứng lại bên hông nhà thờ, đưa cánh tay quệt ngang trán. Quanh anh không có một chút bóng mát vì những cây bông vải sơ xác lá trồng dọc theo hàng rào khuôn viên giáo đường chỉ mới cao bằng đầu người. Thông đưa bàn tay che mắt, nhìn xuyên vào cánh cửa hông hé mở. Trong khoảng không gian dịu mát gần gian công thánh, anh thấy cha Hảo từ nãy đến giờ vẫn lặng yên quỳ gối, đầu hơi cúi xuống trước bàn thờ Chúa. Thông thở dài ngó quanh, tìm một chỗ vắng để kiên nhẫn ngồi đợi. Anh cần phải gặp cha Hảo, niềm hy vọng cuối cùng mà sau bao nhiêu ngày trăn trở thao thức, mãi đến gần đây anh mới sực nghĩ ra. Thông bước nhanh về phía cuối nhà thờ, băng ngang khu sân đất nứt nẻ để sang phía trường học. Ngôi trường vách gỗ 5 gian dành cho 5 lớp tiểu học, tất cả đều đóng cửa im lìm vì đang giữa mùa nghỉ hè. Thông ngồi tạm xuống bậc cửa, nương nhờ chút bóng râm của mái tôn chìa ra khoảng nửa thước. Một cơn gió bất chợt thổi ập đến, đưa sức nóng hừng hực phủ lấy người Thông, đồng thời cuốn tung lên những đám bụi rác xoáy tròn trước mặt Thông, chạy ra xa và tan biến ở bức tường nhà thờ. Thông đứng dậy, quay vội vào vách. Qua những khung cửa sổ thật thưa đóng bằng gỗ tạp, anh nhìn rõ lớp bụi dày đặc phủ trên tấm bảng đen và mấy dãy bàn ghế học trò mà chính Thông đã bắt các em kê lại cho thật ngay ngắn hôm bãi trường. Thông ngước mắt trông lên, phía trên tấm bảng, gần sát nóc nhà là tượng thánh giá mà cha Hảo đã cho Thông sáng hôm khai giảng niên học đầu tiên. Xuống thấp chút nữa là hình chụp Ngô Tổng thống, trang trọng lồng trong khung kính hình chữ nhật, viền màu đỏ thẫm. Thông bỗng thấy lòng nao nao trùng xuống. Ngôi trường này anh đã gắn bó với nó 2 năm, từ nay không còn có dịp trở lại đứng trên bục giảng. Chưa gì mà anh đã thấy nhớ học trò, nhớ từng khuôn mặt, từng ánh mắt ngây thơ của đám trẻ, đa số con nhà nghèo trong khu định cư biệt lập này. Ba năm trước, Thông một mình theo đoàn người lũ lượt từ miền Bắc vào Nam tìm tự do. Anh vốn là con nhà khá giả vùng quê, cha mẹ gửi lên tỉnh học. Đậu tú tài xong, anh được các linh mục nhận vào dạy ở trường tư thục công giáo. Sau hiệp định Geneva, thiên hạ nhốn nháo bàn nhau di cư, Thông tìm về làng xem ý định của gia đình như thế nào. Nhưng lặn lội cả tuần lễ, ngủ bờ ngủ bụi mà vẫn không liên lạc được với cha mẹ. Thời gian cấp bách, anh quay lại thành phố cùng các linh mục xuống Hải Phòng, rồi lên tàu thủy vào Sài Gòn. Không vốn liếng, không thân nhân, anh phó mặc tương lai mình trong sự định đoạt của chính quyền, hay nói đúng hơn là trong tay những vị linh mục, bởi đại đa số dân di cư là người theo đạo Thiên Chúa.
nằm tạm mấy tuần ở một trường tiểu học trong chợ lớn, rồi từng đoàn xe vận tải nhà binh đến chở những người như Thông lên đây lập nghiệp cách Sài Gòn khoảng 30 cây số. Những căn nhà mái tranh vách đất được cất lên vội vã để nhanh chóng làm chỗ dừng chân tái tạo cuộc đời cho gần 5.000 người vừa bỏ hết ruộng vườn tài sản bên kia vĩ tuyến lánh nạn cộng sản. Họ nhận nhà nhận đất rồi bắt tay ngay vào việc xây nhà thờ và trường học. Với những người di cư sùng tín này, cái gì cũng có thể thiếu được ngoại trừ ngôi giáo đường, biểu tượng của niềm tin và của sự quây quần trước nhan thánh Chúa. Sáng trưa chiều, 3 buổi không nghe được tiếng chuông vọng lên để nhắc nhở họ làm dấu đọc kinh. Họ thấy như thiếu bổn phận đối với Chúa, cho nên kẻ ít người nhiều, không có của thì góp công. Ngày ngày từ sáng tinh mơ, hàng trăm cái miệng đã gieo hò thi đua gánh đất đổ nền, trộn hồ vác gạch, đóng xà lợp mái. Chỉ mấy tháng sau là ngôi nhà thờ khang trang thành hình. Ghế chưa có thì mạnh ai mang chiếu đi mà trải tạm trên nền xi măng, rồi lễ xong thì cuộn đem về. Song song với nhà thờ, họ còn phải dựng ngay dãy nhà sứ phía sau để làm chỗ ăn, chỗ ở cho các vị linh mục và các chủng sinh bị gián đoạn vì chiến cuộc, chưa được các chủng viện trong Nam thu nhận cho học tiếp. Rồi còn ngôi trường tiểu học nữa, ở đó không những chỉ để các em ngày ngày học chữ mà quan trọng hơn là học giáo lý. Biến cố năm 54 sở dĩ đưa được gần 800.000 đồng bào miền Bắc vào Nam, khách quan mà nói phần lớn là nhờ sự thuyết phục của giáo hội công giáo. Những tín đồ công giáo này dĩ nhiên trước hết vẫn là người miền Bắc với đầy đủ tất cả các lề lối suy nghĩ về truyền thống sống bám quê cha đất tổ. Nhưng họ có cái may là vì tin Chúa cho nên họ tin các cha bảo đi là họ nhắm mắt ra đi không cần suy tính. Bên cạnh các cha họ còn một điểm tựa tinh thần rất vững chắc nữa, đó là Thủ tướng Ngô Đình Diệm, người đồng đạo của họ. Điều này giải thích tại sao trong khối người di cư khổng lồ năm đó, dân công giáo chiếm một tỷ lệ rất lớn. Và cũng chính vì người công giáo luôn vâng lời các cha, cho nên bước đầu nơi xứ lạ, các linh mục đã tiếp tay với chính quyền, góp phần quan trọng trong việc ổn định nhanh chóng cuộc sống cho hàng trăm ngàn người. Nửa năm sau ngày đến trại, mọi cơ sở quan trọng đều hoàn tất, ít ra là bề mặt. Niên học đầu tiên cấp tốc khai giảng, và Thông được cha xứ giao cho dạy lớp cao nhất. Anh yêu nghề này lắm. Ở vào cái thời tiên học lễ hậu học văn, chẳng những trẻ con gặp anh ở đâu cũng khoanh tay cúi rạp người chào kính, mà ngay cả người lớn trong trại nhìn anh cũng tỏ ra hết sức trọng vọng. Muốn sang thì bác cầu kiều, muốn cho hay chữ phải yêu lấy thầy. Quanh Thông chưa có ai quên câu ca dao ấy, cho nên từ củ khoai mới rỡ, từ củ sắn đầu mùa, người ta đều sai con mang sang biếu Thông để tỏ chút lòng quý mến và biết ơn vì Thông đã dạy dỗ con cái họ. Các linh mục trong xứ cũng đặt trọn niềm tin ở Thông, bởi ngoài chức năng dạy học, Thông còn phụ trách tập hát cho ca đoàn, và nhất là anh luôn luôn có mặt ở hàng ghế đầu trong những buổi chầu lễ để làm gương cho lớp trẻ. Nói chung, giữa mấy ngàn người đa số nghèo khổ và ít học, anh là khuôn mặt nổi bật như ngọn hải đăng le lói giữa không gian dày đặc sương mù. Hôm nay thì tình hình không còn như thế nữa. Thông vừa vướng phải một lỗi lầm tai hại, làm thay đổi hẳn cái nhìn của mọi người chung quanh đối với anh, nghĩa là tự anh đẩy anh ra khỏi lòng ngưỡng vọng của thiên hạ. Cái lỗi lầm ấy là anh đã yêu một người mà đáng lẽ anh không được phép yêu. Với anh tự cảm thấy mình không có lỗi gì cả, hoặc có thì cũng không lớn lắm. Nhưng với giáo luật nghiêm khắc và với cái nhìn cổ điển của hàng ngàn người sùng đạo trong trại, thì anh đã là một con chiên lạc bầy, chống lại điều răn của Chúa. Anh phải bị tẩy chay, phải bị trừng phạt, và bước đầu tiên là hôm mãn trường, cha chính xứ gọi anh vào, báo cho anh biết là niên khóa tới sẽ không còn có tên anh trong ban giảng huấn của trường tiểu học nữa.
Thông về nhà nằm thao thức bao nhiêu đêm, trằn trọc suy nghĩ và tự vấn lương tâm của mình. Cũng có khi anh một mình quỳ lặng trước bàn thờ Chúa, nước mắt trào tuôn, cầu xin một sự soi sáng của Chúa nhân từ chỉ đường cho anh đi. Anh đã khóc trong tòa giải tội, đã xin gặp riêng cha chính xứ để giải bày, nhưng vị linh mục lớn tiếng mắng anh và khăng khăng bắt anh phải chấm dứt mọi liên hệ tình cảm với người đàn bà ấy. Nể thông vì bao nhiêu đóng góp cụ thể của anh, cho nên cha chỉ mắng thôi, chứ nếu gặp người khác thì cha đã nọc ra đánh cho ít nhất cũng 10 roi vào đít. Cha ra nghiêm lệnh nếu không chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính thì từ nay anh không được bước chân vào nhà thờ nữa. Đối với một người công giáo sống gắn bó trong xóm đạo, cái bản án ấy nặng nề lắm, bởi rõ ràng anh đã bị gạt hẳn ra ngoài xã hội, sống bên lề cái thế giới mà anh yêu mến. Cha xứ còn nhấn mạnh với anh là nếu anh không nghe lời cha, nhất định lấy người đàn bà ấy, thì khi anh ốm nặng, cha không làm phép sức dầu, khi anh chết, cha không làm phép xác, và xác anh không được chôn trong đất thánh của nhà xứ. Bấy nhiêu lời đe dọa đủ làm anh choáng váng nghĩ đến lúc xuôi tay nhắm mắt. Người công giáo vốn quan niệm sinh ký tử quy, cuộc sống đời này không có gì quan trọng, bước sang thế giới vĩnh cửu bên kia mới thực sự là đáng kể. Cho nên sống chỉ để chuẩn bị cho lúc chết, sống không chọn đạo, tức là tự mình chọn con đường xuống hỏa ngục mai sau. Thông sợ lắm, có lúc đang nằm anh đã vùng dậy nắm tay quả quyết sẽ theo lời khuyên của cha xứ, nhưng rồi trái tim lại mềm yếu. Và nhất là trí óc anh vẫn thấy có cái gì vướng vất không thỏa mãn với những điều vị linh mục truyền dạy. Chúa không thể khắt khe như vậy, giáo hội cũng không thể cứng rắn như vậy. Có lẽ vị linh mục chính xứ kia vì tuổi tác đã cao, đầu óc bị đóng khung trong những giáo điều mà ông coi là bất di bất dịch, nên mới quá khó khăn với Thông như thế. Nghĩ ra điều ấy, Thông quyết định xin gặp cha Hảo, vị linh mục phó xứ tuổi mới ngoài 30, để xin một ý kiến thứ hai về chuyện tình của Thông, mà Thông hy vọng sẽ có lối thoát. Đó là lý do trưa nay Thông ra ngồi chờ ở sân nhà thờ. Tiếng chuông len keng từ xa vọng lại làm Thông ngẩng đầu nhìn lên. Thông đứng dậy tiến lại phía nhà thờ, khẽ đẩy cánh cửa chính, trông vào. Cha Hảo vừa đứng dậy làm dấu thánh giá và tiến ra lối cửa hông bên gian cung thánh. Dáng người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu với ánh mắt tinh anh, cha là hình ảnh một tu sĩ trẻ trung, cởi mở, vẫn gần gũi với lớp thanh niên trong trại. Dĩ nhiên là một tông đồ của Chúa, cha Hảo luôn luôn vâng lời bề trên, chỉ định vào chức vụ nào cha cũng vui lòng nhận lãnh. Công việc ở trại này kể ra cũng nhiêu khê lắm, nhất là mấy năm đầu. Nhưng nhờ linh mục chính xứ tận tình quán xuyến, cho nên cha Hảo được nhẹ gánh, có thể dành nhiều thì giờ hướng dẫn lớp thanh niên trong xứ. Vừa thấy cha xuất hiện ở khung cửa, Thông vội vàng chạy lại. Từ xa, anh chắp hai tay trước bụng, cúi đầu chào. Thưa cha. Cha Hảo khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Thầy Thông đấy à, hôm nay nắng quá nhỉ? Trong câu xã giao và trong ánh mắt của cha, Thông thấy chứa đựng một chút nhạt nhẽo không như ngày trước. Anh tiến lại, khẩn khoản níu kéo. Trình cha cho phép con gặp cha mấy phút được không ạ? Cha Hảo nhìn về phía dãy nhà xứ và thoáng nghĩ nhanh tới linh mục chính xứ. Tuy cùng là linh mục, cùng coi sóc giáo dân, nhưng cha vẫn tôn trọng hệ thống lãnh đạo và tránh dẫm chân lên công việc của vị bề trên. Cha biết rõ câu chuyện của Thông và dĩ nhiên, cha cũng biết Thông đã từng đến xin gặp cha chính xứ vài lần về chuyện này. Cha không muốn xen vào, nhưng vì tội nghiệp Thông, cha dè dặt hỏi lại. Thầy muốn gặp tôi để làm gì? Tôi vừa đi cấm phòng về, vội lắm. Thông xoa tay thở dài, ngoẻo đầu sang một bên, nét mặt hết sức thảm não như một con chiên ngoan đạo trong mùa thương khó. Anh nói, Trình cha, con biết cha trăm công nghìn việc, nhưng con chờ cha đã cả tuần lễ rồi. Con có chuyện rắc rối, khó xử quá mà chẳng biết giải bày cùng ai. Con xin cha hướng dẫn cho con. Đầu óc con lúc này hoang mang không biết tính thế nào. Cho nên con đành đánh liều đến gõ cửa cha. Xin cha rủ lòng thương. Cha Hảo thấy lòng nao nao xao xuyến. Cha nhìn Thông và nói.
Chuyện khó xử của thầy là chuyện cô quên chứ gì. Thầy đã cầu xin Chúa soi sáng cho thầy chưa? Thông rơm rớm nước mắt gật đầu. Anh xúc động không phải vì cha Hảo vừa nhắc đến người anh yêu, nghĩa là cha đã nhìn thấu nỗi khổ của anh, mà vì giọng nói của cha rất hiền hòa, bao dung, khác hẳn mọi lần gặp linh mục chính xứ. Anh chỉ được nghe những lời quát mắng và lên án gắt gao. Anh hạ giọng nói: "Thưa cha, cầu nguyện thì ngày nào con cũng cầu nguyện, nhưng con nhớ lời cha đã dạy là tự mình phải nỗ lực trước rồi mới cầu xin. Hôm nay con bạo dạn đến xin gặp cha là vì con cần cha khai thông cho con một vài điều mà con cảm thấy khúc mắc, không tự mình trả lời được." Cha Hảo lại nhìn vào nhà xứ, lưỡng lự mấy giây rồi miễn cưỡng bảo Thông: "Thôi được rồi, anh vào trong này với tôi." Thông thở phào cúi đầu nói: "Con xin đội ơn cha." Rồi cha Hảo đi trước, Thông theo sau, băng ngang khu sân đất trống khá rộng nối liền nhà thờ với dãy nhà ngủ dành cho tu sĩ. 3 năm trước cùng về đây có đến 5 linh mục, cho nên giáo dân cất dãy nhà xứ hình thức thờ, chia làm nhiều phòng rộng rãi để mỗi linh mục có một phòng riêng, chưa kể nhà họp, phòng khách vãng lai và phòng ăn tập thể. Gần 1 năm sau, theo lời khuyến cáo của chính quyền, một linh mục đưa khoảng mấy trăm giáo dân xuống cái sắn làm ruộng, rồi một vị khác kéo theo vài trăm giáo dân lên ban mê thuật mở đồn điền, và một vị khác rủ được mấy chục gia đình lên Lộc Ninh. Thành ra bây giờ chỉ còn lại cha Xuân chính xứ và cha Hảo làm phụ tá. Dãy nhà tập thể từ đấy cũng trống hẳn đi, dư ra 2 gian khá lớn dùng để sinh hoạt đoàn thể và tập hát. Cha Hảo đẩy cánh cửa gỗ, bước vào gian đầu tiên vốn là phòng họp của hội đồng giáo xứ. Trên cái bàn dài kê giữa nhà, bộ ấm tách và cái điếu bát đặt ở một đầu. Đối diện bên kia là 5 cuốn sách kinh chồng lên nhau, bên cạnh mấy cái quạt giấy. Cha Hảo bảo Thông ngồi rồi tiến lại đẩy liếp cửa sổ cho gió lùa vào. Thông đưa tay nâng cổ áo, rũ rũ mấy cái, kéo lớp vải đẫm ướt mồ hôi dính sát vào lưng làm anh thấy nhơm nhớp khó chịu. Cha Hảo ngồi xuống đối diện Thông và chậm rãi lên tiếng: "Chuyện của thầy tôi biết rồi, thầy không phải kể. Tôi còn biết cả việc thầy cãi lệnh cha xứ nữa. Nhưng thầy bảo là thầy có vài điều khúc mắc chưa thông. Thầy nói thử tôi nghe xem thế nào." Thông đặt 2 bàn tay trên bàn đan vào nhau ngay ngắn. Anh toan trả lời thì cha Hảo lại thêm: "Thầy uống nước đi đã, đứng ngoài sân nhà thờ từ nãy đến giờ chắc là khát nước lắm." Vừa nói cha vừa bưng tích nước rót ra cốc. Thông vội đứng bật lên đỡ lấy và làm thay cho cha. Anh uống cạn một ly rồi nói: "Trình cha, cha biết rồi thì con không dám giấu. Cô Quyên có chồng ở ngoài Bắc, di cư vào Nam một mình." Cha Hảo giơ tay ngăn lại và đổi cách xưng hô. Cha cắt lời anh ở chỗ này. Cô Quyên đã có chồng. Chính anh vừa xác nhận. Cô Quyên đã có chồng. Chấm hết. Không nói thêm nữa. Điều răn thứ 9. Chớ muốn vợ chồng người. Anh không thể lấy người đàn bà đã có chồng. Luật đời luật đạo thời nào cũng nghiêm cấm. Chỉ có thế thôi. Anh còn độc thân, lấy ai cũng được. Nhưng dứt khoát không thể lấy một người đàn bà đã có chồng. Anh đòi lấy cô Quyên, không có linh mục nào có thể làm phép cưới cho anh. Thông nhìn cha Hảo khẩn khoản trình bày: "Thưa cha, con biết là con có lỗi, nhưng con xin cha xét lại, không phải là cho con, mà cho cô Quyên, kẻo tội nghiệp cô ấy. Mà bẩm lại cha, con xin cha tha lỗi. Nào có phải chỉ có mình cô Quyên? Hoàn cảnh đất nước chia đôi gây nên biết bao nhiêu là giang dở, chồng Bắc vợ Nam, chồng Nam vợ Bắc. Lúc ra đi, ai cũng nghĩ rằng chỉ sau 2 năm thì tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Thành ra những người xa vợ xa chồng mới an tâm chờ đợi. Bây giờ thì rõ ràng là không có tổng tuyển cử nữa. Bắc là Bắc, Nam là Nam, muôn đời không gặp nhau. Ngô Tổng thống đã tuyên bố với quốc tế như vậy. Cô Quyên năm nay mới 22 tuổi, bỗng dưng có chồng mà thành quá bụa. Trình cha, cha cho phép con mới dám nói. Giả như biết chắc là Bắc Nam chia đôi 5 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm, rồi sẽ thống nhất, thì người ta còn có thể chờ được. Đằng này thưa cha, đâu có biết ngày nào cô ấy gặp lại chồng cô ấy. Mà khi gặp lại, đã chắc gì là chồng cô ấy không lấy người khác rồi. Chắc chắn như thế thưa cha. Ngay cái lúc mà còn ở với cô Quyên, ông ấy đã lấy người khác rồi. Cha Hảo lắng nghe ý kiến của Thông, phe phẩy chiếc quạt và đáp:
Đàn bà xưa nay thủ tiết cũng là chuyện thường, có gì đâu mà anh phải thắc mắc. Nhưng mà ở đây cha đang nói đến luật của Chúa, đến điều răn của hội thánh. Những kẻ dối đạo mất linh hồn thì cha nói đến làm gì nữa. Cha chỉ bàn đến con chiên thật của Chúa mà thôi. Nước Đức cũng chia hai, Triều Tiên cũng chia hai, chẳng phải là riêng nước ta. Thế cha hỏi anh câu này, thế ngộ nhỡ cô Quyên vừa lấy chồng năm nay, sang năm Ngô Tổng thống cho quân Bắc tiến thành công, cô ấy về là gặp lại người chồng cũ thì sao? Thông trầm ngâm cúi xuống, trong thâm sâu anh cũng giống như muôn vàn người di cư, hằng tin là Ngô Tổng thống có thể lấp sông Bến Hải, đánh thắng được miền Bắc. Chỉ có điều làm anh băn khoăn là chuyện ấy chẳng biết đến bao giờ mới xảy ra, bởi chính miền Nam còn chưa ổn định. Anh bồi ngồi nói, thưa cha, giữa việc hiện tại là giáo hội cấm những người như cô Quyên lập gia đình lại, và chuyện tương lai là chuyện thống nhất Bắc Nam, chưa biết có xảy ra hay không. Con trộm nghĩ thì con chỉ nên nhìn thẳng vào hiện tại mà thôi. Cha Hảo lắc đầu, anh không thể nói như thế được. Từ nãy đến giờ thì cha cũng bàn góp với anh cho vui câu chuyện mà thôi. Những câu chuyện ấy thì thật ra là lạc đề cả. Bây giờ trở lại với giáo luật, không nói chuyện hoàn cảnh chính trị nữa. Anh chỉ cần nhớ rằng cô Quyên đã có chồng, không thể lấy chồng được nữa. Trừ trường hợp chồng cô ấy chết mà có bằng chứng cụ thể hoặc có người đứng ra làm chứng. Thông bưng ly nước uống cạn rồi thở mạnh và nói, trình cha, các cái xã hội phong kiến thời trước bảo vệ quyền lợi và thú vui của đàn ông, cho nên là chấp nhận chuyện đa thê, cho phép đàn ông được ngang nhiên lấy nhiều vợ. Cái ưu điểm của đạo Công giáo là cấm đa thê, mọi người đều chỉ có một vợ một chồng mà thôi. Như thế tức là đạo Công giáo đã nâng phẩm giá của người đàn bà lên, ngang hàng với đàn ông, theo đúng ý chỉ của Thiên Chúa. Là người Công giáo con vẫn hãnh diện về điểm này, nhưng con xin cha tha lỗi. Luật hôn nhân của đạo Công giáo có quá đáng hay không, khi giáo hội không cứu xét từng trường hợp cá nhân, hoặc không giải quyết những trường hợp đặc biệt do hoàn cảnh xã hội tạo ra, chẳng hạn cụ thể là đất nước Việt Nam đang chia cắt. Ý con muốn mạo muội thưa với cha là những cặp vợ chồng sống xa nhau như cô Quyên chẳng hạn, hoàn toàn không phải vì họ muốn bỏ nhau. Cha Hảo lại giơ tay ngắt lời Thông. Cha hiểu ý anh, nhưng luật là luật. Làm sao anh biết là Bắc Nam sẽ không có ngày tái thống nhất? Trong tình hình hiện tại, anh chỉ cần nhớ một điều là cô Quyên đã có phép hôn phối tại nhà thờ. Như thế nghĩa là cô Quyên không thể lấy ai được khi chồng cô ấy còn sống. Mà giả dụ chồng cô ấy có lỡ đi lấy người khác đi chăng nữa, điều đó cũng không thay đổi được luật hội thánh. Bí tích hôn phối anh đã biết. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không có quyền phân rẽ. Thông nén tiếng thở dài, hóa ra lập luận của cha Hảo cũng chẳng khác gì những điều cha Xuân đã nêu ra, có khác chăng chỉ là cách nói dịu dàng và chấp nhận cho Thông được đối thoại cởi mở hơn mà thôi. Vào thời này, khi mà giáo hội còn chịu ảnh hưởng nặng nề của xã hội phong kiến, các linh mục thường vẫn xử sự với tín hữu như một ông quan đối với dân đen, mà nói đúng ra thì có khi còn hơn cả một vị quan nữa, bởi quan chỉ có thế quyền, còn linh mục thì đôi khi nắm cả thế quyền lẫn thần quyền. Giáo dân sợ cha hơn là sợ quan, bởi vốn người theo đạo thì linh hồn trọng hơn thể xác, cuộc sống đời sau quý hơn cuộc đời hiện tại. Cha Xuân là điển hình của lớp giáo sĩ cổ điển đó. Cha rất đạo đức nhưng cũng rất khó khăn. Các bà các cô đến gặp cha đưa tiền xin lễ không bao giờ được đặt đồng tiền vào tay cha. Cha thường dùng cái quạt giấy chìa ra để người ta bỏ tiền lên đó. Nam nữ thọ thọ bất thân, câu châm ngôn ấy cha áp dụng triệt để, không có ngoại lệ. Cho nên không bao giờ cha có thể cảm thông nổi hoàn cảnh đáng thương của Quyên. Cái thái độ cấp tiến cởi mở của cha Hảo đôi khi còn làm cha Xuân nhiều lúc bực bội. Nhưng cùng là linh mục cho nên cha ngại nói. Cha cũng quý mến Thông vì anh là giáo viên, là người dạy hát cho ca đoàn và hăng say trong mọi công tác nhà thờ. Thế mà khi nghe Thông giải bày mối quan hệ của anh với Quyên, cha đã lớn tiếng mắng át đi và đuổi anh ra ngay khỏi phòng làm việc của cha. Với cha Hảo thì có khác. Thông không ngờ cha kiên nhẫn lắng nghe. Anh chờ đợi những lời thịnh nộ của cha, nhưng tuyệt nhiên cha vẫn điềm tĩnh, coi anh như một người ngang hàng, bình đẳng trao đổi ý kiến với nhau. Điều này quá hiếm trong hàng giáo phẩm Việt Nam thời ấy, cho nên Thông rất cảm động. Anh tự rót cho mình cốc nước nữa, rồi như người bị đè nén lâu ngày, chờ cơ hội phun ra cho thỏa thích.
Anh hăng hái nói: Trình cha, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không có quyền phân rẽ. Con cũng biết như thế, nhưng con trộm nghĩ, Chúa Giêsu trước khi về trời đã bảo các tông đồ rằng: Điều gì các con buộc thì trên trời cũng buộc, điều gì các con tha thì trên trời cũng tha. Như vậy là Chúa đã trao quyền cho giáo hội, bởi giáo hội đi sát với thế gian, nhìn rõ từng hoàn cảnh mà quyết định. Trình cha, chẳng hạn như hội thánh cấm ăn thịt ngày thứ sáu để ghi nhớ ngày Chúa chịu nạn. Nhưng đối với những nước chiến tranh hoặc gặp thiên tai thì giáo hội cũng tha, không bắt phải giữ luật này. Trình cha, đất nước ta không may bị chia hai, làm nhiều cặp vợ chồng ly tán như trường hợp cô Quyên. Cái ấy là do hoàn cảnh chứ đâu có phải người ta cố ý. Mà hoàn cảnh ấy xem chừng không có hy vọng gì hàn gắn được. Con trộm nghĩ giáo hội cần cảm thông và cho họ một lối thoát, còn hơn là để họ sa ngã. Cha Hảo đang ngồi bỗng dưng đứng bật dậy. Thông chố mắt sợ hãi, tưởng cha nổi giận về đề nghị táo bạo của mình. Nhưng cha từ từ tiến lại cửa sổ, cầm cái quạt phe phẩy và nhìn ra khu vườn phía sau. Những khóm mía siêu vẹo, lá dài rũ xuống khô quằn dưới sức nóng nung người. Điều mà Thông phát biểu, cha đã từng nghĩ đến nhiều lần. Nhưng chính cha là một giáo sĩ, một tông đồ của Chúa, cũng chưa dám nói ra điều ấy với bất cứ ai. Thế mà một tín hữu tầm thường như Thông lại cả gan gợi ý với cha, làm cha bất chợt băn khoăn. Đúng như Thông nói, Kinh Thánh quả có ghi lại điều ấy do chính Chúa dặn các môn đệ trước giờ chia tay: dưới đất tha thì trên trời cũng tha. Bí tích hôn nhân có thể gỡ được khi cần phải gỡ. Một cặp vợ chồng không thể sống với nhau mà giáo hội cứ trói buộc bắt phải chung sống thì có thể gây ra án mạng hoặc mất đức tin của cả hai người. Trường hợp ấy, dưới đất có nên tha để trên trời cũng tha hay không? Hoàn cảnh ngặt nghèo của đất nước hiện nay, bao nhiêu cặp vợ chồng chia lìa không hẹn một ngày tái ngộ. Ngay trước mặt cha, trong trại định cư này đã có đến hàng chục giáo dân gặp cảnh éo le như thế. Giáo hội có nên cởi phép hôn phối để họ lập gia đình lại hay không? Cha phân vân nghĩ ngợi rồi quay lại hỏi Thông: Những điều thầy vừa nói với tôi, thầy đã trình với cha Xuân chưa? Thông ngước mắt khổ sở đáp: Trình cha, cha xứ đâu có bao giờ cho phép con nói. Con chưa kịp mở miệng thì ngài đã mắng ầm lên và đuổi con ra rồi. Cha Hảo gật đầu thông cảm nhưng không biết nói gì. Thông lại dè dặt ngỏ ý: Xin cha giúp con một tiếng được không ạ? Cha Hảo trở lại chỗ ngồi và trầm ngâm đáp: Cái ý của thầy mới mẻ quá, cách mạng quá. Chẳng những hàng giáo sĩ chưa thể chấp nhận được mà ngay cả đến giáo dân cũng không ai đồng ý. Lẽ tất nhiên Chúa Giêsu cho quyền các tông đồ của người được gỡ phép hôn phối, nhưng đó là trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ, chứ không thể vin vào đó mà lạm dụng thay vợ đổi chồng. Thông cắt ngang: Con xin phép ngắt lời cha, cô Quyên có ý thay vợ đổi chồng đâu thưa cha, rõ ràng là hoàn cảnh đấy chứ ạ. Con cũng xin thưa thêm với cha là dạo trước lúc cô ấy mới 17 tuổi thì chồng cô ấy đi lính cho Tây, đóng đồn ở gần làng cô ấy. Thấy cô ấy có nhan sắc, ông ta dùng quyền thế để ép gia đình phải gả. Đến lượt cha Hảo giơ tay ngăn lại: Đó không phải là lý do để bỏ chồng, cha không muốn bàn đến lý lịch. Thông vội gật đầu: Vâng thưa cha, ấy là con cũng kể câu chuyện để cha biết thêm thôi, chứ đâu có phải là hễ mà cứ bị bố mẹ ép gả là có quyền bỏ nhau. Thời trước có cô gái nào mà không do cha mẹ định đoạt việc hôn nhân. Con chỉ xin cha rủ lòng thương cho cô ấy được rút lại phép hôn phối lần thứ nhất là vì hoàn cảnh. Cha Hảo lại ngồi yên, cốc nước trà nguội uống dở xoay xoay trong tay ra chiều rất tư lự. Từ năm ngoái đến giờ trong trại định cư này đã có đến hai cặp vợ chồng giống như Thông và Quyên phải rủ nhau bỏ trốn đi nơi khác lập nghiệp vì không chịu nổi sự chỉ trích gay gắt của cha xứ cũng như áp lực của người chung quanh. Làng Công giáo vốn là cái thế giới rất nhỏ hẹp, rất gắn bó mà mọi chuyện lớn nhỏ diễn ra người ta đều biết và đều trình với cha. Mấy ngàn giáo dân ở đây không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm mang một ý niệm về trật tự trên dưới, nhất Chúa, nhì cha, thứ ba Ngô Tổng thống. Cho nên đôi khi cả những tội phạm liên quan đến hình sự như trộm cắp đánh lộn, người ta cũng không cần nhờ đến pháp luật mà chỉ giao phó cho cha xứ phân xử.
trong ý nghĩa của cha Xuân, những kẻ yêu nhau bất chính bỏ đi khỏi sứ đạo là điều hợp lý, chẳng có gì đáng tiếc, bởi họ ở đây chỉ làm gương xấu cho người khác. Nhưng cách nhìn của cha Hảo thì lại khác. Chăn dắt một đàn chiên mà để mấy con lạc bầy là lỗi lầm một phần do người mục tử. Giáo dân bỏ sứ đạo rất khó có thể sống cuộc đời Kitô hữu. Nếu nay mai Thông và Quyên cũng lại ra đi, mang theo lòng bất mãn đối với giáo hội, thì bầy chiên của cha sẽ mất thêm hai linh hồn. Trong cuộc di cư đổi đời này, hoàn cảnh sống hỗn tạp xô bồ, một hai năm đầu chưa ổn định, đến ngay hàng giáo sĩ cũng có những linh mục và tu sinh sa ngã, huống hồ là giáo dân. Cha vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói: "Thôi anh về đi, để cha xem. Cha phải ra nhà thờ bây giờ, tại vì có lớp giáo lý cho các trẻ em." Thông đứng dậy khoanh tay và khẽ cúi người đáp: "Con đội ơn cha, xin cha giúp chúng con." Cha Hảo cũng đứng lên và dặn: "Phép hôn phối thì chỉ có Đức Giáo Hoàng mới tha được. Cha không biết là có giúp gì được anh hay không, nhưng anh bảo cô Quyên viết đơn trình tòa thánh, kể rõ hoàn cảnh của cô ấy. Cô ấy mang đơn lên trình cha xứ để cha chuyển lên tòa giám mục, rồi tòa giám mục sẽ đệ trình Đức Giáo Hoàng. Cứ thử làm như thế xem ý các đấng bề trên như thế nào." Thông gãi đầu ngần ngại. Làm đơn theo hệ thống giáo phẩm như thế có nghĩa là Đức Giáo Hoàng chỉ phê chuẩn theo ý kiến thuận hay chống từ phía dưới đưa lên. Như vậy thì cái bậc thềm thứ nhất vẫn là cha Xuân, vẫn là người quyết định. Nếu cha cho phép thì tòa tổng giám mục sẽ cho phép và tòa thánh La Mã cũng mặc nhiên ưng thuận. Còn nếu cha Xuân bác đơn hoặc cong đơn của Quyên và thùng rác thì mọi chuyện vẫn chỉ là nước lã ra sông. Như thế thì cái câu hỏi quan trọng nhất bây giờ đặt ra cho Thông và Quyên là làm thế nào để đơn của Quyên được phê thuận trước khi chuyển lên tòa giám mục. Ngày nào cha Xuân còn ngồi ghế chính xứ thì ngày ấy Quyên không thể mảy may hy vọng. Đầu óc ngài thủ cựu lắm, phán đoán của ngài cứng rắn lắm. Con gái sắp lấy chồng rồi mà đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm hay tờ báo phụ nữ, cha còn gọi lên bắt quỳ trước sân nhà thờ và đánh năm roi. Một đôi thanh niên nam nữ đã làm đám hỏi, ngày chủ nhật rủ nhau đón xe ngựa xuống chợ quận xem cine, có người mách cho cha biết, cha cũng gọi lên bắt quỳ trước hang đá Đức Mẹ đọc kinh một tiếng đồng hồ để sám hối. Sự nghiêm ngặt ấy, cha cứ tiếp tục áp dụng và coi đó là nghệ thuật lãnh đạo rất chính đáng, bởi nó được các ông già bà già trong xứ hết lòng ủng hộ. Họ tin rằng nhờ cha mà con cái họ không hư, không ai trách cha mà trái lại còn mang ơn. Đã thế cha lại rất được kính nể, vì cha thường nỗ lực vận động quyên góp để tu bổ nhà thờ, xây dựng trường học và bệnh xá. Cha tìm chỗ quen biết, đến các cơ quan viện trợ, xin gặp riêng ông tỉnh trưởng, quận trưởng, thậm chí lên tới cả phủ tổng ủy di cư và bộ xã hội để xin tiền hoặc vật liệu. Mà cái gì cha xin được cũng giao hết cho hội đồng giáo xứ, sổ sách minh bạch, chi dụng vào việc công ích mà thôi. Học sinh con nhà nghèo cha cứu xét cho miễn phí, trẻ em xuất sắc cha cấp học bổng. Cho nên nói chung, đem lên bàn cân, công bằng mà xét thì mấy ngàn giáo dân vẫn dành cho cha mọi sự quý mến và phục tùng. Trong tất cả mọi việc phải giải quyết về mặt đạo, thì chuyện trai gái hôn nhân là vấn đề cha xứ khắt khe nhất. Ở gần cha đã lâu, Thông biết rõ điều đó, cho nên bảo anh xin cha cho Quyên đi lấy chồng khác, thì có khác nào làm công việc đội đá vá trời. Nghĩ thế, Thông buồn rầu nói với cha Hảo: "Thưa cha, con sợ cha xứ sẽ xé đơn của cô ấy. Ngài nóng nảy lắm, con chắc ngài không chuyển lên tòa giám mục đâu. Con xin cha thương, cha giúp cho chúng con thì suốt đời chúng con đội ơn cha." Cha Hảo gắt nhẹ: "Thì anh cứ về bảo cô ấy làm đơn đi rồi đưa lên đây cho tôi." Thông vui mừng đáp ngay: "Vâng, con sẽ bảo cô ấy làm ngay. Con cảm ơn cha, con xin phép cha con về ạ." Dứt lời, Thông bước lùi ra cửa, nhưng cha Hảo lại dặn thêm bằng một giọng cứng rắn hơn: "Tuy nhiên anh phải nhớ rằng, nếu tòa thánh không tha phép hôn phối cho cô ấy, thì anh và cô ấy phải vâng lời tòa thánh, chấm dứt ngay không gặp nhau nữa. Một khi giáo hội đã quyết định, tức là giáo hội có lý lẽ của giáo hội, anh phải tuân theo. Nhớ chưa, anh có hứa với cha điều ấy không?" Thông gật đầu quả quyết: "Thưa cha, con nhớ ạ, con xin hứa ạ." Thông chào cha Hảo một lần nữa rồi quay nhanh ra cửa. Anh thấy thấp thoáng ở sân nhà thờ, hàng chục đứa trẻ đang nô đùa đuổi bắt nhau, trong đó có cả lũ học trò của anh. Anh vội đi vòng sang con đường nhỏ khuất giữa những vườn sắn,
để theo lối tắt về nhà. Lòng anh lâng lâng một nỗi vui thoáng hiện vì cha Hảo vừa cho anh nhìn thấy chút hy vọng của tương lai. Mấy tháng nay, anh vật vờ khổ sở vì có cảm tưởng mình bị hất ra khỏi xứ đạo, như đứa con bị mẹ cha và anh em ruồng rẫy. Hàng xóm láng giềng, phụ huynh học sinh không ai bảo ai, nhưng đều có cái nhìn khác đối với anh, khiến anh né tránh mọi đám đông. Bất đắc dĩ phải bước ra đường, anh cắm cúi đi cho mau, không còn thoải mái tự tin như ngày trước. Thậm chí có lúc nản lòng quá, anh đã tính đến chuyện rủ Quyên trốn đi chung sống, bất chấp giáo luật, hoặc một mình anh tình nguyện đăng vào trường sĩ quan. Mới tháng trước có người quen rủ anh gia nhập cán bộ công dân vụ, đi xuống các vùng nông thôn miền Tây giúp dân ổn định. Anh đã toan đi, nhưng rồi nghe Quyên nài nỉ, anh lại yếu lòng nán lại, kéo dài nỗi ưu tư về niềm tin tôn giáo. Hôm nay thì anh vui lên được một chút, dù rằng cái thủ tục mà cha Hảo nêu ra, chính anh cũng cảm thấy nhiêu khê và không chắc đã có kết quả. Thông về đến nhà lúc mặt trời đã chênh chếch sau vườn, tỏa bóng râm của mái tranh bao phủ hết khoảng sân trước. Trại định cư thiết lập mới gần 3 năm nên chưa có cây lớn để người ta nương nhờ bóng mát. Thông liếc nhìn sang nhà Quyên chung vách với anh, thấy cánh cửa chính và cửa sổ vẫn còn đóng kín. Giờ này Quyên đi chợ chắc cũng sắp về. Nàng có sạp vải nho nhỏ đủ kiếm sống qua ngày. Thông đứng chống nạnh ngó ra sân, đàn gà mới nở của Thông đang tíu tít kiếm ăn quanh bếp và cạnh bờ giếng. Thông ngồi bệt xuống hè, phanh nút áo rồi vớ cái quạt nan, vừa phe phẩy vừa nghĩ đến Quyên. Anh nóng lòng muốn gặp Quyên ngay để kể cho nàng cuộc đối thoại vừa rồi giữa anh với cha Hảo, để mang lại cho nàng một chút háo hức, xóa đi những ngày tháng buồn phiền vừa qua. Nhưng anh ngại ra chợ, đi trên những quãng đường vắng anh còn dè dặt, huống chi xông ra chỗ đông người. Từ cả tháng nay, anh đâu còn là ông giáo Thông được cả trại kính nể nữa. Trời đã về chiều nhưng sức nóng vẫn còn oi ả. Mấy gáo nước giếng mát rượi làm Thông thấy thoải mái dễ chịu. Anh đang phơi bộ quần áo ướt trên chiếc xào tre nối liền nhà bếp với dàn mướp thì có khách đến tìm. Đó là một phụ huynh học sinh mà Thông biết khá rõ, từng mời đến nhà ăn cơm sau khi đứa con đỗ bằng tiểu học. Người đàn bà tuổi khoảng 40 ấy tiến vào sân chào Thông rồi trao cho anh một gói nhỏ và khách sáo nói: Dạ thưa thầy, dạ chúng tôi vừa mới xuống Sài Gòn thăm cháu Mai, cháu nhờ mang về biếu thầy tí quà, tuy chả đáng giá bao nhiêu nhưng mà gọi là có tấm lòng thành, xin thầy nhận cho ạ. Thông đỡ cái gói giấy từ tay người đàn bà, vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cứ chố mắt nhìn không biết nói gì. Khá lâu anh mới bảo: Tôi xin cảm ơn bà, nhờ bà cho tôi gửi lời cảm ơn cô Mai, mời bà vào nhà xơi cống nước đã. Bà khách nhũn nhặn lắc đầu: Dạ dạ thôi ạ, cảm ơn thầy ạ, để khi khác ạ, tôi phải đi nhà thờ bây giờ. Thông tiến khách ra cổng rồi quay nhanh vào, bàn tay run run anh hồi hộp mở gói quà. Trước mắt anh hiện ra hai sấp vải đặt chồng lên nhau, sơ mi trắng và quần xanh màu nước biển. Kẹp giữa hai sấp vải là tờ giấy ghi mấy chữ Mai viết cho Thông. Anh cầm lên đọc lướt thật nhanh rồi thở dài, bâng khuâng nhìn ra đường. Kỷ niệm cũ trở về rất nhanh, làm anh thấy nao nao bứt rứt, thương cho cô học trò cũ. Lúc trại định cư vừa thành hình, dãy nhà xứ sau lưng nhà thờ, ngoài các linh mục còn có gần 10 chủng sinh. Các chủng sinh này là những người đang học dở dang tại miền Bắc, hoặc ở tiểu chủng viện tức là bậc trung học, hoặc đã lên đại chủng viện tức là bậc đại học, ngày đêm trau dồi văn hóa song song với thần học trên chặng đường tu hành mà giáo hội đã ấn định. Mọi chuyện đang êm xuôi thì đất nước chia đôi, các tu sinh ấy di cư vào Nam, chưa có trường thu nhận nên phải chịu cảnh bơ vơ mất khoảng gần 2 năm.
Trong lúc chờ đợi tình hình ổn định, họ tập trung ở trại này đến hơn 10 người, trong đó có thầy phán đã chịu chức bốn, nên giáo dân thường gọi là thầy bốn phán. Chức bốn là chức cuối cùng mà người tu sĩ phải quyết định hoặc ở lại làm linh mục hoặc quay trở về đời. Nghĩa là giáo hội thu nhận một tu sinh từ năm đệ thất, nuôi cho ăn học khoảng hơn 10 năm. Nếu không có tỉ vết gì thì tu sinh đó sẽ trở thành thầy bốn và tiếp tục học trình lên chức năm, chức sáu và cuối cùng là thành linh mục. Thầy bốn phán cũng giống như bao nhiêu tu sĩ di cư khác, tách rời khỏi khuôn viên tu viện, lao vào sống với giáo dân trong những điều kiện chật hẹp và chung đụng rất trần tục. Mấy ngàn tín hữu ở đây dĩ nhiên rất kính trọng thầy, bởi nấc thang của thầy chỉ thua các cha có một bậc. Thầy mới ngoài 20, nói năng hoạt bát, kiến thức hơn người, lại hăng say làm việc tông đồ, phụ giúp các linh mục giảng dạy giáo lý và hướng dẫn cho các thanh niên nam nữ trong trại về tinh thần. Trong số hàng trăm cô gái mới lớn, ngày ngày nhìn thầy cảm phục, thầy để ý cách riêng đến Mai, không những vì cô đẹp mà còn vì cô là giọng ca rất hiếm quý của hội hát do thầy phụ trách. Mỗi ngày 2 tiếng vào giờ xế chiều, khi nhà thờ đóng cửa, thầy thường đệm đàn harmonium tập riêng cho Mai hát, và nhất là cấp tốc dạy riêng cho Mai đàn, để sau này khi thầy trở lại đại chủng viện thì Mai sẽ thay thầy đệm phong cầm cho nhà thờ. Sự chung đụng riêng tư ấy đã nhanh chóng đẩy thầy và Mai vào hố sa ngã. Mai cũng là người ngoan đạo, nhưng không cảm thấy việc thầy phán yêu mình là một hành vi tội lỗi, mà trái lại cô còn thấy hãnh diện, bởi giữa bao nhiêu cô gái trong trại, chỉ một mình cô được lọt vào mắt xanh của thầy. Tín hữu của tôn giáo nào cũng có những người mắc phải cái nhìn lệch lạc ấy, từ lòng kính trọng tu sĩ dần dà chuyển sang tình yêu xác thịt mà không thấy mặc cảm, không thấy có một biên giới nào ngăn cách. Thầy phán và Mai cứ quấn quýt bên nhau, tự đánh lừa mình và lừa mọi người chung quanh là mình đang làm công việc chung. Trong ca đoàn cũng có đôi tiếng sầm sì bàn tán, nhưng chẳng ai nỡ lớn tiếng phao tin ra ngoài, một phần vì dù có nói ra chắc cũng ít người tin là thầy phán bê bối, một phần khác là vì dù có nghi thầy phạm tội thì cũng nên che đậy dùm để khỏi mang tiếng là vạch áo cho người xem lưng. Thầy phán mồ côi cha, chỉ còn bà mẹ và cô em gái. Mẹ thầy, bà Ký Phát, hiện ở ngay trong trại, tuổi mới ngoài 40, nhưng vì có con sắp làm linh mục nên mọi người chung quanh đều gọi một cách trọng vọng là bà cố. Đối với thế giới khép kín của xứ đạo thì nhà nào có con đi tu là cả một niềm vinh dự cho toàn gia đình, nhất là cha mẹ, bởi không phải ai cũng được ơn kêu gọi. Bà Ký Phát đêm ngày đọc kinh cầu nguyện xin cho con đi chọn đoàn đường ân sủng để 1-2 năm nữa thụ phong linh mục về làm lễ mở tay tại nhà xứ. Được như thế, cuộc đời bà kể như mãn nguyện, Chúa có gọi về bà cũng rất vui lòng. Mỗi lần thầy phán từ nhà xứ về thăm mẹ, bà thường sốt ruột hỏi: Thế bao giờ con mới trở lại trường? Chả nhẽ cứ mãi như thế này à? Thầy phán hiểu là mẹ chỉ mong cho mình mau tới đích, cho nên lần nào thầy cũng trấn an: Chắc chỉ độ vài tháng nữa thôi. Con nghe bảo là hết hè này thì chúng con về Đại Chủng Viện Sài Gòn hoặc là Đại Chủng Viện Xuân Bích. Bà mẹ cúi đầu trầm ngâm một chút rồi chớp mắt ưu tư bảo: Cứ ở trà trốn mãi với thế gian như thế này, mẹ lấy làm lo lắm. Con phải giữ mình, siêng năng đọc kinh cầu nguyện, xa lánh trước cám dỗ. Bà bỏ dở câu nói, nhưng bấy nhiêu đủ làm thầy phán tái mặt đoán rằng tiếng đồn đã phong thanh đến tai mẹ mình. Thầy ú ớ nói vài lời chống chế rồi xin phép trở về nhà xứ. Mối lo ngại của bà Ký Phát chỉ ít lâu sau trở thành sự thật. Một hôm, Thông có hẹn với thầy vào buổi tối để bàn chuyện tổ chức đại lễ thánh bổn mạng của toàn xứ. Hôm ấy các linh mục đều về Sài Gòn dự phiên họp của tòa giám mục. Trong trại chỉ còn mình thầy phán là cao chức nhất. Sau buổi đọc kinh thường lệ, hôm ấy có đoàn văn nghệ về chiếu bóng ở sân nhà thờ cho đồng bào tập trung coi. Dường như cả trại không ai vắng mặt. Người thì mang theo ghế đẩu, người thì xách theo khúc cây. Thậm chí có gia đình mang cả chiếu ra trải trên nền đất, nằm ngồi la liệt, há mồm nhìn lên bàn ảnh. Trẻ con hò hét chỉ trỏ, cười rộ lên từng chập. Tối hôm ấy, Thông đứng thật xa ở cuối đám đông. Chưa hết cuộn phim thời sự ghi cảnh Tổng thống cùng các bộ trưởng đi kinh lý khu dinh điền, lội ruộng,
thăm hỏi nông dân thì đã đến giờ anh phải gặp thầy phán. Anh đi men theo hông nhà thờ, ra dãy nhà sứ phía sau và đứng lại ở gian thứ nhất, vốn là phòng họp của hội đồng giáo sứ mà anh đã hẹn với thầy. Anh ngồi trên bậc xi măng, vén tay áo nhìn đồng hồ và kiên nhẫn chờ đợi. Bên tai anh văng vẳng tiếng máy điện của đoàn chiếu bóng và giọng thuyết minh trong cuốn phim phóng sự đang tán tụng công trình thiết lập khu dinh điền của chính phủ. Quanh khuôn viên nhà thờ và khu nhà sứ, không một bóng người qua lại, bởi người ta dồn hết lại xem phim, một biến cố mà cả năm mới có một lần. Cả nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy thầy phán, thông sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui. Thầy vốn là người rất đúng hẹn, tại sao hôm nay lại quên? Thông lững thững thả bộ lại phía phòng của thầy, nằm ở góc dãy nhà hình thức thợ sát buồng ăn tập thể dành cho các tu sĩ. Anh thấy ánh đèn le lói từ bên trong lọt qua những kẽ hở của bức vách gỗ. Toàn khu đêm nay vắng lặng và tăm tối hơn mọi khi vì các cha đều đi họp tận Sài Gòn. Thông đứng đợi trên thềm một lúc trước phòng thầy phán, ngay dưới giàn thiên lý mà thầy sai người trồng để lấy bóng mát buổi trưa. Thêm khoảng 10 phút nữa vẫn không thấy thầy xuất hiện, anh mới đành miễn cưỡng bước lên hè và đưa tay định gõ cửa. Nhưng chưa kịp gõ thì anh nghe có tiếng con gái thì thầm từ bên trong. Anh tham lam quá, lúc nào cũng đòi. Thôi, em cho anh đấy. Thông lặng người rụt tay lại, giọng nói ấy rất quen, Thông không thể nhầm lẫn được. Mai là học trò năm ngoái của Thông sau khi đậu tiểu học. Thì nghỉ vì trại định cư chưa có bậc trung học. Hơn nữa cô đã 16 tuổi, gia đình không muốn cho cô đi xa. Mẹ cô có lần bảo Thông: cháu nó lớn rồi thầy ạ, à, học làm học ăn rồi còn lấy chồng chứ học chữ làm gì nữa. Thanh niên trong trại rất nhiều người để ý đến Mai, bởi cô là một khuôn mặt nổi bật của xóm đạo. Không ngờ người đầu tiên chiếm đoạt cô lại là thầy phán. Đứng nép vào bên khung cửa khuất sau giàn thiên lý, Thông lặng người như vừa trúng gió. Tiếng Mai tiếp tục vọng ra: ai biết thì chết, tắt đèn đi. Thầy phán dịu dàng bảo: anh thích để đèn, anh muốn nhìn em mà. Đẹp như thế này mà không cho người ta nhìn à? Tắt đèn thì rõ là áo gấm đi đêm. Mai nũng nịu nói: không tắt đèn thì ít ra cũng phải buông bùng xuống chứ, em ngượng lắm. Thông cố trấn tĩnh, nửa muốn bỏ đi, nửa tò mò muốn đứng lại theo dõi. Bên trong lại có tiếng cười trong trẻo của Mai cất lên. Thông khom người ghé mắt nhìn vào một lỗ hổng và suýt buột miệng kêu lớn lên: Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, ma quỷ cám dỗ. Đối với một người ngoan đạo như anh, màn kịch bỉ ổi mà anh vừa nhìn thấy nó khủng khiếp lắm, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Quanh anh chỉ có bóng tối dày đặc và giờ này chắc chắn chẳng ai lai vãng vào khu vực biệt lập này để phát hiện ra anh. Anh nín thở theo dõi cảnh tượng bên trong mà anh thấy được khá rõ như ngọn đèn đặt ở bàn viết. Trên chiếc giường nhỏ kê sát vách, thầy phán ngồi dựa lưng vào tường, duỗi thẳng hai chân. Mai ngồi trên lòng thầy, đưa lưng lại phía Thông, hai cánh tay cô vòng qua ôm lấy cổ thầy phán. Thông không dám nhìn nữa, anh nín thở nhẹ nhàng lui bước rồi bỏ chạy ra sân nhà thờ. Hèn gì thầy phán quên cả giờ hẹn với Thông tối nay. Thông nhập vào đoàn người coi cine, nhưng anh không coi nổi. Mặc dù lúc đó màn ảnh đã bắt đầu chiếu cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống, là cuốn phim mà Thông rất háo hức chờ đợi. Chuyện đấu tố anh đã đọc nhiều trong cuốn Bên Kia Bến Hải. Giờ đây anh muốn coi nó trên màn ảnh để thấy cụ thể hơn. Nhưng trí óc hỗn độn, anh thơ thẩn bỏ về. Vài đứa học trò nhận ra anh, lên tiếng chào, anh chỉ khẽ gật đầu và lặng lẽ bước đi. Hôm sau Thông đi dạy học, thấy thầy phán ở cửa lớp.
dường như cố ý chờ thông. Nhìn thấy hình ảnh con bé Mai mặc có mỗi cái áo cánh trắng ngắn lơ lửng đến mông lại hiện ra trong đầu thông. Thông xuống xe đạp, khẽ gật đầu chào. Thầy Phán bước lại đon đả bảo: Tối hôm qua hẹn với thầy mà có việc bất ngờ, thành ra không gặp được. Lát nữa tan học thầy vào phòng họp, ta bàn một tí nhé, kẻo cận ngày quá rồi, chỉ còn chưa đầy 3 tuần lễ nữa, độ hơn 6 giờ thầy nhé. Thông gật đầu đáp gọn: Vâng. Rồi anh ôm chồng vở học trò vào lớp, học trò nhất loạt đứng dậy chào, anh làm dấu đọc kinh chung, rồi ngồi xuống ghế im lặng nhìn ra sân nhà thờ. Thầy Phán vẫn còn đứng đó, tay cầm cái quạt giấy che đầu, ngắm hàng bông vải trồng thẳng tắp dọc theo khuôn viên giáo đường. Khuôn mặt trắng hồng của thầy, cặp mắt tinh anh của một nhà tu, hôm nay Thông mới bắt đầu nhận ra những nét xảo trá ẩn hiện trong đó. Thầy không có nhiệm vụ gì ở trường học, nhưng thầy hay ra đây chơi với các em, đặc biệt là đám nữ sinh lớp của Thông. Tuy gọi là lớp nhất, nhưng phần lớn con gái vốn học chậm, lại thêm mấy năm chạy loạn và di cư, cho nên có những cô đã lớn tòng ngồng, tuổi 15-16, vẫn còn cắp sách đến trường tiểu học. Bây giờ thì Thông mới hiểu tại sao thầy Phán thân thiện với các em. Thông thở dài quay lại nhìn bầy trẻ nhễ nhại mồ hôi trước mặt. Anh cầm cục phấn đứng dậy tiến lại bảng đen để bắt đầu bài toán đố. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay với thầy Phán, lòng Thông bỗng thấy chán nản đến cùng cực. Anh tự hỏi, những kẻ ăn cơm nhà Chúa, giáo hội nuôi cho học hành thành tài và được mọi tín hữu hết lòng kính nể, thế mà lại phản Chúa, phản niềm tin của mọi người, thì tội để đâu cho hết. Thông ra bài tập cho học trò, rồi chắp tay sau lưng, lững thững ra cửa. Trên khoảng sân cát lung linh sức nóng trước thềm nhà thờ, anh thấy thầy Phán kiên nhẫn đi tới đi lui, lượm từng cọng rác để làm sạch chốn tôn nghiêm. Đến ngay cả Thông mà cũng còn có lần lầm lẫn đánh giá thầy rất cao trong suốt 2 năm qua. Mãi đến hôm nay nhìn thầy, Thông mới thấy ngứa mắt về những màn kịch giả dối. Anh lại càng tự trách mình vì cách đây cả nửa năm, khi nghe có tiếng sầm sì trong ca đoàn nói về thầy và cô Mai, anh đã gạt phắt đi và mắng át những đứa bé lắm chuyện. Thông thở dài rút khăn tay lau mồ hôi trên trán. Xa xa trước mặt anh, thầy Phán vừa mở cánh cửa chính của giáo đường và nghiêm trang bước vào. Vừa đi, thầy vừa làm dấu thánh giá ngay từ ngoài hiên. Những ngày kế tiếp, đầu óc Thông luôn luôn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh tội lỗi anh chứng kiến. Mỗi lần trông thấy Mai, anh cứ nhìn đăm đăm cô học trò cũ và nao nao hình dung lại khúc phim đêm hôm ấy. Đứa con gái xinh đẹp kia chẳng biết bao nhiêu lần đã nằm trong cánh tay của thầy Phán. Nỗi khổ dày vò nhất đối với Thông là ngày ngày đến nhà thờ, Thông phải nhìn thấy thầy Phán quỳ trên gian cung thánh trong hàng ghế dành riêng cho các tu sĩ ngay sát bàn thờ. Những khi thầy đọc kinh thánh, giảng giáo lý cho bổn đạo, Thông thấy đau nhói trong lòng vì biết rõ con người thầy không xứng đáng. Thầy là thứ sa tăng hiện hình, đội lốt tu hành để làm nhơ nhuốc chốn tôn nghiêm. Mấy lần Thông toan gặp riêng Mai để khuyên nhủ, hoặc đến nhà nói chuyện thẳng với bố mẹ cô, nhưng có cái gì níu chân Thông lại, làm anh chưa thực hiện được ý định đó, mà vì không thực hiện được, lòng anh càng bứt rứt khôn nguôi. Khoảng 4 tháng sau, tiếng đồn bắt đầu nhen nhún trong đám thanh niên, đặc biệt là nhóm ca đoàn. Họ bảo nhau là thầy Phán phải lòng cái Mai. Câu chuyện đến tai thầy ngay, bởi chính Mai sợ hãi báo cho thầy biết để đề phòng. Thầy bực mình lắm. Bực là vì thầy vừa xấu hổ vừa lo sợ. Thầy xấu hổ với giáo dân và lo sợ cha xứ sẽ trách mắng, đồng thời không cấp giấy cho thầy tái nhập lại chủng viện năm tới, nghĩa là thầy sẽ bị đuổi khỏi nhà tu. Để phản ứng lại cái mặc cảm tội lỗi ấy, thầy lồng lộn mở cuộc điều tra, thăm hỏi và nạt nộ hàng chục đứa trẻ, để rồi cuối cùng chúng phải khai ra thủ phạm đã tung tin đồn về thầy. Đó là chị em con Dung, học trò lớp nhất của Thông. Một buổi chiều tình cờ đi kiếm củi,
bắt gặp thầy ôm cô Mai trong căn nhà hoang mà chủ nhân đã dọn đi cái sắn. Thầy lôi cả hai đứa lên, đích thân đánh mỗi đứa 5 roi, rồi bắt quỳ ở sân nhà thờ để đền trả cái tội đã dám vu cáo, nói xấu một bậc tu hành. Nhìn cử chỉ và thái độ của thầy, tín hữu Trung Anh ai cũng thấy là thầy bị oan thật, cho nên thầy mới bực bội như vậy. Chẳng hiểu trong bụng nghĩ thế nào, nhưng có lẽ để làm vui lòng thầy và để thiên hạ biết rằng mình lúc nào cũng nghiêm khắc dạy con, cho nên cha mẹ hai đứa bé còn phụ họa với thầy, tát cho mỗi đứa một cái nảy đom đóm và mắng: "Trò chưa cái tật lẻo mép." Hai chị em khóc nấc lên vì nỗi oan tày trời không ai bênh vực. Chúng vừa sụt sùi bước đi vừa tự hỏi, phải chăng thầy Phán đã đi tu, đã mặc áo trùng đen, thì dù thầy có ôm ai đi nữa, mình cũng không được phép tiết lộ, vì nói ra là bôi lọ hàng tu sĩ. Chỉ riêng có Thông thì nhịn không được. Anh nhìn hai đứa học trò mình bị đánh, tim anh như thắt lại, cơn giận bốc lên ngồn ngột. Buổi chiều ăn cơm xong, anh đạp xe sang nhà chúng nó. Ông bà Ban, bố mẹ của hai đứa bé đang tưới rau ngoài sân, thấy Thông đến vội vàng ngừng tay lao ra đón. Thầy giáo đến nhà học trò là một vinh dự, bởi vào thời buổi này người ta còn trọng chữ nghĩa lắm. Bà Ban lau vội hai bàn tay ướt vào vạt áo và niềm nở mời: "Rước thầy vào chơi ạ, quý hóa quá ạ." Bà quay ra bờ giếng gọi con: "Cái Dung đâu? Vào đun nước pha chè mời thầy. Nhanh nhanh lên, thằng Tiếp đâu? Ra khoanh tay chào thầy nhá." Thông dựng xe đạp vào vách cười hiền hòa: "Không dám làm phiền ông bà. Ông bà cho tôi gặp riêng hai cháu một tí ạ. Ông bà cứ làm việc đi ạ. Trời, lứa rau kỳ này tốt quá nhỉ." Hai vợ chồng đưa khách vào nhà, kéo ghế mời Thông rồi đứng bên cạnh. Con Dung đang kéo nước ngoài bờ giếng, nghe bố gọi, vội chạy vô bếp. Tuy mới học lớp nhất, nhưng nó đã 13 tuổi, đang bước vào thời kỳ trổ mã. Nó vừa nhóm lửa, vừa lo âu nhớ lại trận đòn trưa nay ở sân nhà thờ. Thầy Thông chẳng mấy khi thân hành đến tận nhà nó, cho nên sự xuất hiện đột ngột của thầy chắc phải có liên quan gì đến cái tội lẻo mép mà nó đang bị mọi người lên án. Ông Ban đứng ở đầu nhà gọi thằng Tiếp đang đánh khăng bên sân hàng xóm. Thằng bé chạy lao về, mồ hôi nhễ nhại, đứng khoanh tay lấm lét nhìn Thông. Nó cũng đang đoán như chị nó, chắc là thầy đến để trừng trị thêm cái tội loan tin đồn thất thiệt của hai chị em. Thông ngồi ở bàn, thăm hỏi ông bà Ban vài câu vu vơ rồi giục hai người ra sân tiếp tục tưới rau. Bà Ban miễn cưỡng bảo: "Vâng, thế thì xin thầy cứ tự nhiên. Hai cháu nó có gì không nên không phải, nhờ thầy cứ thẳng tay dạy dỗ hộ chúng tôi ạ." Ông Ban cũng phụ họa theo: "Hờ lắm thầy ạ, cả ngày rát cổ về chúng nó đấy. Mời thầy cũng mời chơi, chúng tôi xin phép ạ." Ông bà Ban ra sân rồi, Thông ngồi thêm một lúc nữa, con Dung mới bưng khay nước lên, cái ấm tích đặt bên cạnh bộ cốc thủy tinh cáu ghét vàng như bôi nghệ. Nó rót một ly mời Thông, rồi hai chị em khoanh tay lo lắng, đứng chờ chỉ thị. Thông nghiêm mặt nhìn hai đứa, hạ giọng vào thẳng đề tài chính: "Nghe thầy hỏi đây này, thầy hỏi phải nói thật. Có phải chính mắt chúng mày nhìn thấy thầy Phán với cô Mai ở căn nhà hoang, hay là chúng mày nghe ai nói?" Hai chị em đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời. Từ trưa đến giờ đầu óc chúng hoang mang lắm. Nói dối thì có tội với Chúa, mà nói thật thì có tội với thầy Phán. Nói dối thì sợ xuống hỏa ngục, mà nói thật thì cả thầy lẫn cha mẹ đều thẳng tay trừng trị. Chúa ở xa, thầy Phán ở gần, thà nói dối còn hơn nói thật. Bây giờ lại đến lượt thầy Thông đến tận nhà để cật vấn. Ngày ngày thầy vẫn dạy học trò phải thật thà, nhưng kinh nghiệm trưa nay cho chị em nó thấy thật thà không có lợi. Thông hiểu thấu tâm trạng của chúng nên anh giục: "Có thế nào thì cứ nói, thầy đến đây không phải để phạt các em. Thầy muốn bênh các em, nhưng các em phải nói thật thì thầy mới bênh được." Thằng Tiếp toan lên tiếng, nhưng con Dung thúc cùi trỏ vào sườn nó, ra hiệu bảo nó phải im lặng. Nó quý Thông, nể Thông lắm, nhưng uy quyền của Thông không thấm gì so với địa vị của thầy Phán.